Tết nay mặc gì phần 4. Tiếp tục là quần jean nha. Trong video này sẽ có hai chiếc quần dành cho nắm lùn và dành cho các bà cao như tôi á. Chiếc quần đầu tiên là chiếc quần dành cho nắm lùn nè. Cao như tôi thì mặc kiểu lửng lửng á, xíu nữa mọi người thấy nha. Em này eo nhỏ lắm cho nên mấy bà eo nhỏ là bon jean được cái em này nha. Em này á cái eo chỉ có 28cm thôi. Bây giờ tôi đo đùi nha. Đùi em này thì là 25cm nè, nên mấy bà đùi bự cũng bon jean được luôn. Ấm quần thì gần 15cm nha. Tiếp theo là tôi sẽ đo chiều dài quần nha. Trời ơi, mọi lần quên không à. Chiều dài quần là 91cm nha. Tiếp theo chiếc này thì dành cho mấy bà cao như tôi nè. Tôi mang phủ chân á cho nên mấy bà mét 7 lấy size to thì chắc cũng giống tôi. Em này hay có cái là mấy bà eo bánh mì hay là eo bé cũng nên mang được. Tại cái bên hông nó có cái dây để mọi người siết eo hoặc là nới eo á. Eo của em này khi thu lại là tầm 28cm. Đáy quần để xem bao nhiêu nha. Đáy quần của em này thì là 32cm. Tiếp tục là đùi nha. Đùi thì em này gần 28cm luôn á cho nên mấy bà đùi to đừng có lo. Ống quần là 21,5cm nè. Cùng tôi lên form nha.